Cuộc đời của cựu ngôi sao Barca Eric Abidal trải qua rất nhiều thăng trầm và anh dính hàng loạt bê bối sau khi giải nghệ. Tai tiếng nhất là cáo buộc mua bán nội tạng bất hợp pháp và còn ngoại tình với nữ cầu thủ Hamraoui lúc còn khoác áo Barca, khiến Abidal tan cửa nát nhà. Từ cáo buộc mua nội tạng chợ đen, Abidal từng thi đấu rất thành công và giành được nhiều danh hiệu trong màu áo Barca. Nổi bật nhất là hai chức vô địch Champions League mùa 2008-2009 và 2010-2011. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, chuyên gia phòng ngự của đội chủ sân Camp Nou lại bị phát hiện ung thư gan vào năm 2011. Tuyệt vọng đến cùng cực, Abidal từng muốn tìm đến cái chết để giải thoát bản thân và gia đình khỏi nỗi bất hạnh này. Tuy nhiên, vào đúng lúc Abidal bế tắc nhất thì một số bác sĩ hàng đầu tại Tây Ban Nha khuyên anh tìm kiếm nguồn gan thích hợp để tiến hành ghép gan. Sau nhiều công đoạn chuẩn bị cả về tâm lý lẫn nguồn hiến gan, cuối cùng Abidal cũng được ghép gan vào năm 2012 và sức khỏe của anh dần bình phục. Lúc đó, người hiến gan cho Abidal được xác nhận là một người em họ của anh, Gera Abman. Dù thi đấu không nhiều sau ca ghép gan, nhưng Abidal vẫn luôn được nhắc đến như một tấm gương điển hình cho tinh thần vượt qua bệnh tật để tiếp tục cống hiến cho môn thể thao vua. Cái tên của anh đặc biệt được hâm nóng trở lại khi được Barca bổ nhiệm chức giám đốc thể thao của câu lạc bộ giai đoạn 2018-2020. Tuy nhiên, mọi chuyện bỗng dưng rẽ sang một chiều hướng khác ngay sau khi Abidal được bổ nhiệm. Tờ El Confidencial đăng tải thông tin với nội dung xoay quanh cuộc trò chuyện qua điện thoại của cựu chủ tịch Barcelona Sandro Rosell với Juan José Castillo, người từng đảm trách vai trò quản lý văn phòng dịch vụ cầu thủ của Barca. Cuộc trò chuyện gây sốc ở chỗ cả Rosell và Castillo đã ra sức bàn bạc về việc trích quỹ của câu lạc bộ để mua bằng được một lá gan cho Abidal, kể cả từ nguồn chợ đen trong trường hợp cấp bách không tìm được nguồn gan phù hợp. Tức là nhiều khả năng Barca đã dựng lên kịch bản mua bán nội tạng trái phép để ghép gan cho Abidal. Điều này vi phạm quy định của luật pháp Tây Ban Nha. Ngoài ra, việc Gera Abman xuất hiện tại bệnh viện trong suốt thời gian thực hiện ca phẫu thuật ghép gan cho Abidal cũng như quá trình bình phục thực chất chỉ là tấm bình phong nhằm che đậy sự thật. Vì không có đủ bằng chứng thuyết phục, tòa án Tây Ban Nha đã hủy bỏ cáo buộc, nhưng những gì đã diễn ra khiến hình ảnh của Abidal trong con mắt giới mộ điệu không còn lung linh như trước. Đến nhiều lần phản bội người vợ Tào Khang. Những ồn ào về cáo buộc mua nội tạng từ chợ đen trôi qua khoảng 2 năm, thì scandal ngoại tình với nữ cầu thủ Khaira Hamraoui, người khoác áo Barca giai đoạn 2018-2021, trong thời gian Abidal làm giám đốc thể thao tại Barca lại vỡ lở. Có thể mọi chuyện sẽ được Abidal bưng bít thành công nếu người tình Hamraoui của anh không xảy ra sự cố. Ngày 4 tháng 11 năm 2021, Hamraoui lúc này đã chuyển sang khoác áo Paris Saint-Germain cùng một nữ cầu thủ khác ngồi trong xe của Aminata Diallo, đồng đội của Hamraoui tại PSG, sau khi rời bữa tối do PSG tổ chức. Khi tới gần nhà của Hamraoui, bất ngờ có hai gã đeo mặt nạ chặn xe và lôi một mình cô ra ngoài, dùng thanh sắt đánh vào chân cô rồi tẩu thoát. Diallo bị nghi ngờ là đã thuê côn đồ tấn công hãm hại Hamraoui để chiếm suất đá chính ở cả PSG lẫn đội tuyển Pháp. Vụ việc càng phức tạp khi sau vụ tai nạn, Diallo đá chính thay Hamraoui và PSG giành chiến thắng 4-0 trước Real Madrid tại Champions League ngày 9 tháng 11. Tuy nhiên, sau khi bị tạm giam 36 tiếng để phục vụ công tác điều tra, cuối cùng Diallo đã được cảnh sát thả vì thiếu bằng chứng buộc tội. Trong quá trình thẩm vấn, cả Hamraoui và Diallo đều xác nhận hai kẻ lạ mặt đã hét lớn: "Mày thích ngủ với đàn ông có vợ lắm à?" Đến khi cảnh sát khám điện thoại của Hamraoui thì mới phát hiện tin nhắn sex của Abidal. Không những thế, thẻ SIM mà nữ cầu thủ sinh năm 1990 này sử dụng lại được đăng ký dưới tên của Abidal. Trong nhật ký cuộc gọi, Hamraoui đã gọi cho Abidal vào sáng ngày 4 tháng 11, thì đến tối cô bị hai gã lạ mặt hành hung. Những chi tiết này khiến dư luận quay sang nghi ngờ Haye Kebir, vợ của Abidal, vì cho rằng người đẹp đã đánh ghen dằn mặt người tình của chồng. Và sự thật phơi bày. Tuy nhiên, Haye đã lên tiếng ngay sau vụ việc.
Chính tôi là người đã mở cửa đón Hamraoui vào nhà khi cô ấy chân ướt chân ráo đặt chân tới Barcelona. Tôi đã đi cổ vũ cho cô ta trong các trận đấu của Barca. Các con tôi vẫn còn nhớ Hamraoui. Và tất nhiên tôi chẳng liên quan gì đến vụ việc này. Cái tội của tôi có lẽ là tôi đã cố gắng giúp Hamraoui hòa nhập nhanh với Barca, giống như tôi đã làm với nhiều cầu thủ khác, cho đến khi tôi phát hiện ra cách cư xử khác lạ của Hamraoui với chồng tôi. Tôi và Eric đã trải qua cuộc hôn nhân rất nhiều thăng trầm mà tôi không muốn nhắc đến. Tất nhiên, Hamraoui không phải là người tình bí mật đầu tiên của Eric. Tệ ở chỗ, Eric đã không công khai xin lỗi tôi, cũng chưa từng bảo vệ tôi trước những lời buộc tội hay tin đồn muốn nhấn chìm tôi, Haye đã chia sẻ vào tháng 11 năm 2021. Sau đó, Abidan đã lên tiếng xin vợ tha thứ. Haye, xin em hãy tha thứ cho anh. Dù em quyết định ra sao, thì trong mắt anh, em vẫn là người phụ nữ của cuộc đời anh, là người mẹ tuyệt vời của các con chúng ta. Anh xứng đáng phải chịu sự sỉ nhục này, ngay cả khi nó giết chết anh. Abidan lần đầu tiên xin lỗi công khai Haye. Đáp lại, Haye viết trên Instagram, bạn tha thứ cho đến khi có điều gì đó sụp đổ trong bạn, bạn không còn cảm thấy gì cả, không tha thứ cũng không tức giận, mà chỉ mong muốn lật nhanh sang một trang mới của cuộc đời và không còn nghĩ đến bất cứ điều gì. Abidan sinh năm 1979, Haye sinh năm 1983. Hai người gặp nhau lần đầu vào năm 2000 khi Haye đang là một vận động viên thể dục. Họ kết hôn năm 2003 và có với nhau 5 mặt con gồm 4 gái 1 trai. Sau hơn 20 năm gắn bó, Haye đã đệ đơn ly hôn Abidan vào cuối tháng 11 năm 2021. Video đến đây là hết rồi. Bạn có thích video này không? Nếu thấy hay, hãy để lại một like và comment cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.